Cái dòng này là cháu bán bình thường ở trên 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 đấy là hàng. Đâu, đây là cháu đúc ra được đôi này cháu để lại, cháu túm nó sơ ý nó tụt được cái đuôi thôi cô ạ. Nhưng mà cái giống này cứ 15 20 ngày nó mọc lại như cũ. Thế yeah. Vâng. Cô cũng không biết. Nếu mà chú nuôi thì chú như không quan trọng gì vấn đề, quan trọng là cái giống với cái giọng cái tướng tá của nó, chú nhìn thấy chưa? Con chim của nó nhìn nó rất là bồ chim. Đấy, thấy chưa? Cổ chim. Mà chưa có tí cườm nào mà đã to này rồi. Mai nó có lên cườm nó to bình đấy, loại này cháu bán nó vô cùng lắm. Như cô chú đến đây thì cháu đằng nào cũng thế, đến nhà đến cửa cháu bán nào cũng bán luôn luôn. Cái lồng chúng chim bồ câu nó thì rộng 60-70. Thế thì được. Đó, lồng nó sật. Thế là nó cứ đâm vào. Thế thì lấy lồng đấy thôi chú ạ. Rồi bên cạnh nó không được đúng không? Vâng, nó ảnh hưởng gì đâu. Thế là cái lồng to này nhốt nuôi cho ăn như chim bồ câu á? Ừ, vâng. Như cho ăn như chim bồ câu mà. Đấy, lúa nhà cháu cứ đãi như thế này. Lúa là cháu cứ đãi xong là gặn vào hết chết đi. Thế là ra rồi, sạch. Được một máy. Vâng, cháu phải lên luôn con này con được mà. Đâu phải chạy lên đổi vậy. Vâng. Thế bắt cho mọi một đôi. Cháu mà nuôi như chim bồ câu này. Để nuôi về kiểu nuôi nào cả. Nuôi nào đã, sau quan trọng gì. Kênh của cháu cho bán nổi tiếng cả miền Bắc này. Còn lên liên tục mà. Còn lên trên này còn chưa liên tục. Kể cả bây giờ cô chú bắt 40-50 đôi cháu vẫn có. Nhưng mà vấn đề là cháu là nuôi khó thế hệ sau. Dễ nuôi mà, cứ cho gà, ăn nuôi. Câu nuôi như chim bồ câu thì ăn nuôi, nó ăn bố quanh năm. Để làm cả, mình không mua khoáng thì làm khoáng thì thôi. Vâng, mất khoáng. Đấy, sỏi thì vỏ trứng mà chứ. Đúng rồi. Cho vào một cái con này là con đuôi ngắn, con đực chú ạ. Con này nó là dòng phấn hồng, càng nuôi nó càng phấn hồng càng đẹp. Anh lấy tiền trả lại nhé. À, nó có lỗ thở không? Vâng, có lỗ thở. Thoải mái đấy. Thoải mái. Em gửi 2-3 ngày thức ăn. Nhà cháu chuyên mua. Và trong riêng mà gửi vào cả ở Bình Dương cũng tàu. Tôi gửi gần như đây như sáng nay cháu phải bán tầm 15 con chim. Ngày sáng nay luôn, 15 con xả xả gì. Chẳng ngày nào mà không được. Đây đâu, cứ nuôi đi. Nuôi xong rồi mùa lạnh lạnh rồi lát cứ mùa rồi tay ạ. Làm cái quai treo. À, rồi. Đây, đúng rồi. Lấy luôn cái băng dính này làm cái quai luôn. Băng dính treo làm cái quai. Đúng rồi, treo cái quai cho ăn chắc luôn. Đây, để tí anh ấy làm cho chú ạ. Tí anh ấy làm mà anh quen. Đấy, đấy, đấy. Trong cốp xe của anh ạ. Trong hốc xe của anh. Không đủ mà nó để ra. Yến để còn... 3 con, 4 con, 5 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 con,
chú. Anh định bắt lại cả bộ tứ quý yến luôn. À, thích nuôi yến. Yến nuôi là phải nuôi bốn màu. Vâng, đúng rồi. Thanh, bạch, vàng. Làm cho ông cái... À, anh làm cho chú cái quay bằng băng dính ấy. Anh lấy băng dính làm quay được mà. Đây em, kia băng dính kia anh, đằng sau cô. Để trước. Không để lúc rơi. Được, anh làm cái quay cho chú. Cho làm cho chú cái quay. Nó cạn lắm. Băng dính này nó chắc. Để chi vào trong này nó cực kỳ là khỏe mà nó không ấy. Con ơi, giời ơi, chạy. Này là nó khoáng hết rồi, nó gửi mãi rồi. Treo à? Treo, treo cũng được, mà sách cũng được. Ừ, treo cho nó mỏi. Đúng rồi. Có để đây nhưng mà vẫn phải treo lên. Chống chơi. Thế mà like một người thì một người cầm cũng được. Chắc là chẳng càng tình cảm. Ôi giời, và đây không phải khóa cổ nữa. Không có ai nhà đâu. Và không nhìn thấy ai nhà. Đang ở trong nhà. Bà của bà nhỉ? Có, nhưng mà tất ở trong nhà đằng sau. Em đang khớp sổ ở trong tiệm ấy. Người ở nhà mà đã người đến nhà không biết. Bấm cô anh chả thấy ai. Có con này số lùi hả cô à, chú? Lùi ấy đều xoay tròn được mà. À. Lâu không đi chơi số không nhớ. Cái màn đi ô tô quen rồi. Không. Xoay tròn được
Anh có xuống chú hai chú nhập không uống không? Ăn quả cam. Thì về lúc nào về kể cả chiều tối này được mà quan trọng nhớ. Đi chơi thì lúc nào về thì về. Thoải mái. Khi làm gì quy định giờ. Này chú để đây tháng hai chẳng thế còn nào. Để. Về nhà thì không để ăn nặng được. Không để nhiều đâu. Hả? Cô chú về nhá. Cô chú về nhá. Vâng. Vâng.